Thảo mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Mê Cây Yêu Vườn Anh Chơi Cuộc Sống Mỹ nha. Chỉ còn vỏn vẹn khoảng 2 tuần nữa thôi là cái Tết cổ truyền của người Việt Nam chúng ta đã đến rồi cả nhà ơi. Thì trong cái quá trình mà từ năm ngoái cho đến tận bây giờ, Thảo bán cây mai cũng như là hoa đào cho bà con cộng đồng người Việt ở Mỹ mình chơi Tết, thì Thảo thấy có nhiều anh chị em rất là thích mua những cái cây hoa đào mà Thảo đã diện sẵn trong những cái chậu sành sứ. Nhưng mà rất là tiếc, những cái chậu sành sứ như vậy thì Thảo không có ship được nha bà con. Thảo rất là xin lỗi về cái việc bất tiện này ha. Mình ship cái chậu sành sứ nó sẽ bị bể đó cả nhà. Thì cốt ý ngày hôm nay Thảo quay cái video này để mà Thảo chia sẻ cái cách mà Thảo đã làm sao và Thảo tỉa tót như thế nào để một cái cây đào của chúng ta nó gọn lại và nó theo cái form mà mình thích ha. Thảo thì không có rành cũng như là không có giỏi về chơi bonsai, nhưng Thảo thích, rất là thích luôn về những cây bonsai. Cho nên hôm nay Thảo làm những cây đào nhỏ này để mình chơi, sẵn tiện mình quay để chia sẻ cho những anh chị em nào mà vừa rồi á có yêu cầu Thảo làm. Thì bây giờ mình chia sẻ luôn ha. Đây là hai cây mai tứ quý mà năm ngoái Thảo chơi nè. Mình để nguyên trong chậu như vậy đó cả nhà, cho đến bây giờ nó đã cho nụ rồi. Sẵn tiện đây á, Thảo quay luôn cái cây mai Đài Loan cuối cùng. Đó, lý ra là cây này á, mình không có bán đâu, nhưng mà mình ship cho một người quen ở bên Florida đó cả nhà. Cho nên đây là cái cây cuối cùng. Vừa rồi á, cũng có rất nhiều anh chị muốn mua mai Đài Loan nữa, nhưng mà thật sự ở thời điểm này á, vùng của Thảo ở nó lạnh cho nên mình hết cái hàng đẹp rồi. Đó là lý do á, sang năm Thảo mới có mai Đài Loan lại cả nhà ơi. Cái việc đầu tiên mà mình muốn tỉa những cái cây hoa đào thì mình phải có những cái chậu nhỏ cho nó thích hợp với cái cây của mình, và kéo cũng như là cái kéo để cắt cành hoặc là tỉa lá gì đó ha, mình chuẩn bị sẵn. Và mình chuẩn bị luôn những cái viên đá để mình rải lên mặt, nhưng mà tiếc là Thảo quay cái video này ban đêm, mình không có còn đá trong nhà nữa đó, cho nên mình quay sơ sài thôi cho mấy anh chị em mà thích bonsai á, mình có thể đi mua thêm đá về mình rải lên mặt ha. Thì khi cái hoa nở đó, nó tôn cái màu hoa lên sẽ đẹp hơn nữa đó bà con. Mình thật tay vô, mình lấy cái phần đất nó ra, bởi vì cái chậu này Thảo là người thay chậu cho nên Thảo biết là cái bộ rễ nó như thế nào. Còn Thảo không có khuyến khích bà con mình làm như vậy ha. Nhưng mà nên bà con mình nên á, lấy cái dao cắt cái chậu ra để mình bợ nguyên cả cái bọc đất đó, mình mới biết là cái lượng rễ nó nhiều hay ít. Và sau đó mình muốn cho vào cái chậu nào tùy thích mình thôi. Trước tiên là mình phải bỏ một chút đất vào cái đáy chậu trước. Còn rễ thì nếu mà nó nhiều quá thì Thảo sẽ cắt bớt bỏ rễ. Thảo thích chơi cái gốc lắm. Dân bonsai thì Thảo thấy người ta dùng cái từ là cái đế đó cả nhà, là cái gốc của nó. Và Thảo thích cái đế đẹp cho nên mình bươi bươi ra để nó lòi cái đế lên. Trong tương lai thì mình có một cái gốc đẹp ha. Đó, cái này á, cây thì nhỏ thôi mà bộ rễ rất là xum xuê, cho nên Thảo phải cắt bỏ bớt nó mới vừa với cái chậu, bởi vì cái chậu của mình nó cạn quá đó cả nhà. Thảo không có chuẩn bị sẵn sàng, kéo thì mình để ngoài vườn trời mưa cho nên nó đã bị ướt á, nó không có còn dễ nữa, mỗi lần mà cắt nó cũng khó. Bữa giờ bên Thảo mưa rồi bão quá trời luôn bà con ơi. Thảo có mấy cô bạn rất là thích những cây bonsai của mình, cứ năn nỉ Thảo ship đi, không sao đâu, bể em chịu. Nhưng mà Thảo rất là ngại về cái việc đó, lỡ bể uổng lắm ha cả nhà ha. Thì tiền ai cũng vậy thôi, mình kiếm tiền không có dễ, cho mình trân trọng những cái đồng tiền của người ta cũng giống như là tiền của mình thôi. Khó khăn lắm để kiếm tiền, mà ship cái chậu nó bể rồi nó toan ra hết thì không, cái cây nó không có còn đẹp nữa. Đó là lý do Thảo không có bao giờ ship những cái cây mà đã thành phẩm như thế này. Cho nên mình quay chơi cho những chị em nào đam mê giống như Thảo thì mình tự làm được ha, nó rất là đơn giản luôn. Đó, mới như vậy thôi mà đã xong một chậu rồi đó cả nhà. Đó là cái màu đỏ cánh kép ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục cái chậu thứ hai. Chậu thứ hai này thì cái cây nó, bộ rễ nó to hơn, cho nên Thảo dùng một cái chậu nó khá hơn, bự hơn chút xíu ha cả nhà. Cái chậu này thì nó có mấy cây con nằm sát ở trong cái gốc luôn.
mình thích bonsai thì mình phải cắt bỏ những cây con đó đi ha, không có tiếc. Nếu như những cây con này á mà nó có rễ luôn á thì quý vị có thể chiết ra làm thêm một chậu nhỏ nữa ha, nhưng mà nó mọc sát như thế này thì nó chưa có rễ bà con ơi. Đó, Thảo bợ ra thì nguyên một bậu đất to luôn, nó rễ nó đã ăn tới dưới đáy chậu rồi. Bây giờ mình nhẹ nhàng mình bới những cái đất ra bớt, nó mới vừa vào cái chậu này ha. Đó, như thông thường Thảo vẫn phải bỏ một mớ đất ở dưới đít chậu đó bà con, và mình nhẹ nhàng bỏ đất thôi, đừng có mạnh tay quá. Và một cái điều nữa Thảo muốn chia sẻ với chị em mình, khi mà mình chơi bonsai xong, Thảo rút kinh nghiệm từ cái việc năm ngoái mà mình chơi bonsai cái cây đào này ha, và nó đã bị chết một cây. Thì cái tánh Thảo có sao, mình nói vậy thôi, mình không có giỏi mà, cho nên cái việc thất bại là cái chuyện thường tình, không có gì mà gọi là quê hay mắc cỡ gì đâu. Đó, cho nên năm ngoái mình chơi bonsai xong thì cây đào của mình vài tháng sau nó chết. Cho nên hôm nay mình chia sẻ để chị em mình không có gặp phải cái vấn đề đó ha. Nếu chơi bonsai xong, chị em mình đem cái cây đào này ra lại cái chậu nhựa mà đúng với cái size của nó mình trồng. Và sang năm ở cái thời điểm này hoặc là sớm hơn một chút, chị em lại làm y như cái thao tác này và cho vào cái chậu mà mình thích, mình chơi tiếp ha. Chứ nếu như nguyên cả một năm mà chúng ta chỉ để nguyên trong cái chậu nhỏ như thế này thì nó không đủ dinh dưỡng để nó ăn. Đó, và cái bộ rễ của nó cần nhiều đất và nước, mà mình nhỏ quá cái chậu thì không có đủ thì nó sẽ chết á. Năm ngoái Thảo bị chết một cây đó nha chị em. Đó, bây giờ Thảo ngắt bỏ những cái cây nhỏ này nè, mình không cần tới nó. Mình cần cái đế đẹp cho nên bắt buộc Thảo dục hết những cây nhỏ này ha, mình không có tiếc với nó được. Và những cái mầm nào kế cái gốc mà mình nghĩ nó không phải là hoa mà chỉ là cái mầm của lá thì Thảo cũng sẽ cắt bỏ luôn, mình tước bỏ hết ha. Rất là đơn giản chị em ha. Đó, đây là mấy cái mầm nhỏ nè, Thảo quay sát cho mấy chị em mình biết tại sao Thảo dùng cái từ chị em. Bởi vì từ bữa tới giờ đó là đa phần là phụ nữ với lại là thanh niên đồ hay hỏi Thảo cái cách mà làm sao để nó ra cái chậu bonsai. Như Thảo cũng hay nói với bà con mình là không phải ai cũng rành chơi cây, Thảo cũng vậy thôi, Thảo mới biết chơi cây 4 năm nay. Thì cái điều gì thành công hay là thất bại Thảo đều chia sẻ với cả nhà mình. Chứ những cái mà Thảo đã thất bại rồi, Thảo không có mắc cỡ, không có quê, không có bao giờ giấu ha. Mình cũng sẽ nói để chị em mình tránh. Sau đó thì Thảo bỏ đất và mình dùng tay mình nén đều xuống cho cái bộ rễ mình nó chắc ha cả nhà. Nếu như chúng ta không nén như vậy thì bộ rễ nó lung lay, nó không có đất để ăn. Mình tưới vào thì cái bong bóng, cái bubble nó nổi lên là mình biết cái chậu của mình bên trong á nó bị lỏng đất đó cả nhà. Mình nén như vậy. Mặt trên này nếu như chị em mình mua được những cái sỏi đá mình rải lên thì rất là đẹp luôn nha. Ví dụ như màu đỏ thì Thảo hay dùng cái sỏi màu trắng. Còn nếu như cây đào mà màu trắng thì Thảo sẽ dùng cái sỏi màu khác, màu xanh, ví dụ vậy ha. Để nó đối lập với nhau thì cái hoa của mình nhìn nó sẽ lung linh hơn. Đó là cái suy nghĩ riêng của Thảo nha. Rồi bây giờ thì tới cái đoạn mà Thảo cắt những cái cành nào Thảo bỏ ha. Thì cành nào mình thấy không có nụ hoặc là mình thấy nó không có duyên á thì mình tỉa bỏ đi ha chị em. Đó. Hiện tại giờ thì mình nhìn cái chậu nó chưa có gì mà xuất sắc đâu. Khi nào nó nở á, nhìn nó rất là dễ thương nha bà con. Hôm nào nở Thảo sẽ quay lại cho chị em mình xem nha. Thảo tỉa bỏ như vậy đó. Rồi xong rồi, bây giờ mình qua tiếp một cái màu khác nữa nha. Ok, và đây là một cái chậu đào màu hồng cánh kép. Thì Thảo sẽ dùng con dao đó. Như Thảo vẫn khuyên bà con mình, khi mình thay chậu, bất cứ chậu gì ha, mình cũng dùng dao như vậy để mình cắt, thì cái phần rễ của mình nó không có bị ảnh hưởng. Bởi vì mình không biết là nhà vườn bỏ nó vào cái chậu này lâu chưa. Nếu như mình trút ngược lại thì nhiều lúc đất đồ nó sổ tung tóe ra thì nó ảnh hưởng tới cái sự sống của cây của mình ha.
sau khi mình đã lãi bỏ bớt đất rồi thì mình cũng bỏ một chút ít đất ở dưới cái đáy chậu ha. Và một cái điều cần lưu ý cho những chị em nào mới tập chơi cây ha, bởi vì Thảo cũng nhận được nhiều câu hỏi cho nên Thảo chia sẻ luôn, chậu nào mình cũng cần cái lỗ để thoát nước nha cả nhà. Nếu mà cái lỗ á, chậu mà không thoát nước thì cái bộ rễ bất cứ cây gì ha, nó sẽ bị úng thúi, nó hư và từ từ nó sẽ chết cây đó. Rồi mình cho vào đây thôi. Chậu này á, là nó có những cái nụ ở dưới sát dưới gốc luôn, cho nên Thảo rất là thích mà cái đế nó nổi cao lên đó. Mình làm như thế nào để cái bộ đế mình nó cao lên trên, nó hổng lên trên, thì những cái nụ đó khi nó nở ra nhìn rất là đẹp ha cả nhà. Đó, rễ dư Thảo ngắt bỏ, mình không có sợ, bởi vì Thảo xác định là mình chơi xong năm nay Thảo sẽ bỏ ra cái chậu nhựa Thảo trồng lại mà. Cái màu hồng cánh kép này á rất là đẹp, nó có mấy cái nụ cũng sát ở dưới gốc luôn đó cả nhà. Mình cố gắng bươi cho cái rễ nó lòi lên ha, thì lúc đó cái hoa của mình nó đẹp lắm. Bây giờ Thảo ngồi edit video mà mưa gió bão bùng quá trời nè bà con. Thảo lấy những cái cây nhỏ để mình chơi thôi ha, cây lớn mình để dành để bán cho bà con. Ở trong những cái mầm lá non của nó sẽ cho mình những cái nụ tiếp nha cả nhà. Cho nên chị em mình đừng có lãi những cái lá non đó nha. Và bên này là những cây đào mà Thảo đang bán cho bà con nha. Cây nào cũng đang có nụ, nụ nhỏ hay nụ lớn. Nó nằm ở trong cái lá, như Thảo vừa nói, trong những cái lá non đỏ đỏ đó cả nhà, là cái nụ của nó nha. Và một cái điều nữa, nếu như chúng ta thích hoa đào nở nhanh thì mình để cho nó ở trong nhà, cho nó ấm áp ha, thì nó sẽ nhanh nở hoa cho mình hơn. Thảo cảm ơn cô chú anh chị em đã xem hết cái video này cùng với Thảo nha. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.